Nhóm thứ nhất đã kết thúc. Các em thu dọn lại cái phần hoa rồi các cái mà các em không sử dụng tới, các em thu dọn sạch sẽ. Bạn nào thuyết trình chúng ta chuẩn bị để thuyết trình cho bạn hoa của mình. Và khi thuyết trình các em không được sử dụng giấy để đọc thuyết trình mà phải trình bày, phải trình bày bằng kính thưa quý vị ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô kính mến, kính thưa các bạn học sinh, em tên là Phạm Thị Thành, học sinh lớp 3 đến với hội thi tắm hoa vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Em xin thay mặt cô lớp thì mời về ngoài gửi thư tắm hoa tới lớp mình. Hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 11 là bao các thế hệ học trò lại trở về gửi những lời tri ân. Kính thưa quý vị ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô và kính mến, kính thưa các bạn học sinh, em tên là Phạm Thị Thành, học sinh lớp 9A đến với hội thi tắm hoa vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Em xin đại diện cho lớp trình bày về người dự thi tắm hoa của lớp mình. Hàng năm cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là bao các thế hệ học trò lại trở về gửi những lời tri ân tới các thầy cô giáo, những người đã hy sinh để cho chúng ta có nguồn kiến thức. Đúng như cô giáo lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi tới trường cô giáo như mẹ hiền, thầy cô hai chữ thiêng liêng ấy mãi vang vọng trong tâm trí của chúng ta một cách không nguôi. Phải làm sao có thể kể hết được những công lao to lớn của các thầy cô giáo. Nên ngày 20 tháng 11, chúng em xin tri ân các thầy cô giáo bằng ngôn và lời kính yêu nhất. Người xưa có câu, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chuyện phải yêu lấy thầy. Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Người giáo viên là người thầm lặng và vĩ đại nhất. Họ thầm lặng trên bục giảng, giản dị ngoài đời sống thường. Họ như những con ong thầm lặng dưới những vườn hoa tươi để kết tinh cho đời những giọt mật tinh túy và ngọt ngào nhất. Ngay từ khi còn là những cô họ học trò bé nhỏ đến khi lớn, đâu đâu ta cũng thấy bóng dáng của thầy cô luôn dẫn theo chúng ta. Thầy cô uốn nắn cho chúng ta từng bước đi, từng nét chữ đầu vời, đến khi những bài văn hay, những dòng thơ đầy cảm xúc. Bài dự thi của chúng em được tặng ngay từ tấm lòng và lời cảm ơn chân thành nhất của các thầy cô. Xung quanh lẵng hoa được làm từ tre đan rất chắc chắn, nó còn được thể hiện như là mái trường nơi gửi dự là cái lô có sự bảo vệ cho quý em, cho chúng em lớn thôi. Những bông hoa hướng dương như là những thầy cô giáo, những ánh sáng mặt trời đang soi sáng dẫn lối cho chúng em đến với trường tương lai. Những nụ hồng đang hé nở như là đám cô cậu học trò đang quay quanh thầy cô giáo của mình. Có thể bài dự thi của chúng em có thể để lại sự ấn tượng với các thầy cô giáo, nhưng cũng có thể bài dự thi của chúng em không được đánh giá cao. Sau dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì chúng em vẫn sẽ cố gắng hết sức trong học tập. Cảm ơn ban giám khảo, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đã lắng nghe phần chương trình của lớp em. Em xin chúc các thầy cô giáo, các vị ban giám khảo vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục. Em xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý đại diện, kính thưa các thầy cô giáo kính mến cùng toàn thể các bạn học sinh đã có mặt trong buổi lễ lớp sáu ngày hôm nay, xin tự giới thiệu tên em là Lê Thị Kim Hoa, đại diện cho lớp 8B đến với hội thi tắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20
20 tháng 11. Thay mặt cho nhóm em xin trình ý tưởng cánh hoa của nhóm mình. Hòa chung với không khí hân hoan trang trọng của buổi 20 tháng 11, lòng em không khỏi háo hức, vui sướng nhưng không kém phần hạnh phúc. Lời đầu tiên em muốn gửi tới thầy cô, gửi cô ba ba và cùng mọi người. Tuần qua thì bắt đầu nhiều người con hay chữ tình yêu với thầy. Cô ba ba đó là có quen thuộc và đi vào là người Việt Nam như một loại sống. Nó như một đại lý tất yếu từ ngày xưa. Vâng, thật đúng như vậy, thầy cô những người lái đò thầm lặng đã tận tùy đưa chúng em tới bến bờ tri thức. Thầy cô đã hy sinh một đời cho sự nghiệp giáo dục. Thầy cô luôn giúp đỡ chúng dắt chúng em mà không mong muốn gì hơn ngoài sự trưởng thành và thành công của mỗi chúng em. Ôi thầy cô thật vĩ đại và cao cả biết cơ nào. Bởi vậy mà hàng năm từ đến ngày 20 tháng 11, chúng em phải cùng nhau tri ân thầy cô. Và đối với nhóm em, chúng em đã thể hiện lòng yêu tình yêu của chúng em đến thầy cô và con có những quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, đó là chiếc lá hoa này. Để ấm hoa được gắn thêm chủ đề ngồi lái đò. Trong lá hoa có rất nhiều loài hoa khác nhau, mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng vô cùng đặc biệt. Cũng như hoa hướng dương, loài hoa yêu hướng mặt trời cũng như có thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn kính trọng của chúng em đối với thầy cô. Nó được xếp ở dưới tạo điểm nhấn những bàn tay của thầy cô đang chỉ sát dạy dỗ chúng em. Còn những gốc hoa hồng nhung và hồng nhỏ kia lựa chọn tuyệt vời cùng chi ân. Nó là mở xung quanh lá hoa dùng để thể hiện tình yêu thương và những mong muốn tươi đẹp của thầy cô. Và bông hoa hồng vàng đây là một gốc hoa vô cùng ý nghĩa thể hiện tình yêu thương và những điều tích cực luôn tới với thầy cô cũng như chúng em. Và xin mời mọi người hãy hướng mắt về phía bên này. Đây là những bông hoa sa leo đó ạ. Loài hoa biểu tượng sự trường tồn và tính cực kỳ tình yêu chúng em dành cho những người lái đò là mãi mãi. Cách sắp xếp như vậy là làm cho lá hoa trở nên ý nghĩa hơn. Nó làm cho những bông hoa hướng dương như đang đợi những bông hoa còn lại. Hình ảnh ấy đã liên tưởng cho em đến hình ảnh những người thầy cô đang chịu cát dạy dỗ chúng em, rồi lại đưa chúng em mở ra cánh cửa thành công trong cuộc đời mình. Những bông hoa hướng dương này tổ chức cho thầy cô, còn những bông hoa còn lại chính là chị tụi em. Nhìn lại tổng thể, những bông hoa tưởng chừng như khác nhau nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Lời cuối em xin gửi tới thầy cô những lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nhờ thầy cô mà em đã lĩnh hội được bao nhiêu kiến thức quý giá. Chúng em luôn mong chúng tôi, thầy cô sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe và thành công hơn trong sự nghiệp chồng người của mình. Xin gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Ngoài cha mẹ, thầy cô là người dạy dỗ chúng ta nên người. Hàng năm cứ vào 20 tháng 11 chúng ta lại tổ chức tri ân thầy cô, người lái đò thầm lặng trong những chuyến đò chính thức. Ai có thể đong được công lao của thầy cô, ai có thể đến được tình yêu của thầy cô dành cho các lớp học sinh. Kính thưa thầy cô giáo tập thể lớp 9B, chúng em muốn thay lời cảm ơn sâu sắc bằng lá hoa này, một lá hoa mang đậm bao tình yêu thương mà chúng em dành cho thầy cô giáo.
Đây là hoa hướng dương, loài hoa chủ đạo vươn lên đó ánh mặt trời như đúng cái tên gọi của nó, biểu tượng của hoa hướng dương, biểu tượng của hoa hướng dương là sự thầy bên luôn thành tình thắm cho học sinh và những học sinh đến nơi có ánh mặt trời ấm áp. Còn đây là những mang sắc đỏ là tình cảm, là trái tim của tất cả học sinh chúng em dành cho các thầy cô giáo với lòng kính yêu. Thưa các bạn học sinh, nói về công lao của thầy cô không có ai có thể đáp ứng được. Cũng như vậy là hoa này chỉ một phần nào nói về công lao và công lao của thầy cô. Và chúng em cũng hiểu được rằng mong muốn nhất của thầy cô và món quà thầy cô thích nhất nhân ngày 20 tháng 11 là sự trưởng thành của chúng em. Lời cuối cùng em xin chúc các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiện nhất. Em xin cảm ơn ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, tên em là Lê Thị Vân Anh, đại diện cho chi đội lớp 8A trình bày phần thuyết trình về lá hoa của nhóm mình. Lời đầu tiên, trước khi trình bày phần điểm hoa, em xin chúc tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa hội thi, chủ đề lá hoa của nhóm em là người lái đò. Nhìn bố cục của lá hoa, chúng ta bắt gặp những hình ảnh lượn sóng của những bông hoa hồng đang vươn lên phía trước, chính là hình ảnh những người lái đò đang nghiêng mình đưa những hành khách qua sông. Mà người lái đò ở đây không ai khác chính là các thầy cô giáo đã ngày đêm chăm chở dạy học cho chúng em những điều hay lẽ phải, những điều bổ ích trong cuộc sống hàng ngày. Và nhìn cụ thể hơn, chúng ta thấy rằng lá hoa được ghép bởi rất nhiều bông hoa và loại hoa khác nhau, như và đây bông hoa hướng dương, bông hoa nổi bật nhất. Loại hoa hướng dương là loại hoa luôn hướng về ánh mặt trời, tất cả những ánh nắng ấm áp đến cho chúng ta chính là hình ảnh cô hiệu trưởng tiên yêu của chúng em. Cũng như loài hoa cao quý và ý nghĩa ấy, cô hiệu trưởng luôn mong muốn học sinh của mình được hạnh phúc, chăm ngoan, học giỏi. Cô luôn dẫn các nhà trường những bước đi đúng đắn để dẫn đến sự thành công. Còn bên cạnh những bông hoa hướng dương là những bông hồng xinh thắm, đỏ tươi, và màu hồng này chính là đại diện cho những học sinh khối 8, khối 9 đang ngày đêm chăm chở, lo và để giành thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Còn đây những bông hoa thạch thảo tinh khôi trắng lần này chính là đại diện cho những bạn học sinh khối 7 trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ. Đặc biệt hơn cả là những bông thạch thảo trung chín chính là hình ảnh những bạn học sinh khối 6 mới bước vào môi trường trong cơ sở nhất hơn đang còn e thẹn đối mở với cách học của trường mới. Tuy vậy nhưng các em vẫn đang cố gắng học tập dưới sự dù dắt của cô Nguyễn Thị Duyên và cô Trịnh Thị Tình. Còn đây nữa, những chiếc lá vàng tươi hướng dẫn làm vẹn nở cho những bông hoa kia trên chính là hình ảnh của những người lái đò năm xưa. Người lái đò năm xưa ở đây không ai khác chính là các thầy cô giáo sau bao năm cống hiến cả về nghỉ hưu. Các thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng cho những lớp thầy trò nói theo. Trong tâm hồn nhà giáo già nên mang theo cục màu xanh, một màu xanh của sự hy vọng, của sự tưởng niệm môi trường trung học cơ sở đến hương thân đến này. Kính thưa quý thầy cô, là màn trình bày của em tới đây là kết thúc. Một lần nữa chúc hội thi thành công tốt đẹp. Học sinh lớp 8B, hôm nay em rất vinh dự khi được đại diện cho lớp lên thuyết trình về ý tưởng cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của mình. Chủ đề cắm hoa hôm nay của lớp em là chủ đề tri ân thầy cô. Nhìn tổng thể những bông hoa này được cắm vào một chiếc lãng đang nằm che rất chắc chắn.
chắc lắm là biểu tượng của mái trường. Mái trường là nơi bảo vệ, là nơi chấp cánh cho thế hệ học sinh đi đến những ước mơ hoài bão tươi đẹp. Không những thế, mái trường còn là nơi cho ta kiến thức, là nơi rèn luyện kỹ năng sống cho mọi người. Còn những chiếc lá xanh này là biểu tượng của một môi trường học tập tốt, có cây xanh, lá xanh, có tiếng ve râm ran khi hè đến, có tiếng chim ríu rít của cuộc sống bình minh tạo cho lớp học trở nên rộn rã, phấn khích. Và trong nắng hoa này, nổi bật nhất là bông hoa ly màu vàng, bởi bông hoa ly này mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, quý phái, sang trọng như chính tâm hồn thanh cao của các thầy, cô giáo. Và khi càng lớn lên, em càng hiểu sâu hơn về câu tục ngữ không thầy đố mày làm nên. Nhờ có sự dẫn dắt của các thầy các cô mà em mới có được như ngày hôm nay. Không những thế, thầy cô còn là người truyền đạt kiến thức, là người dạy dỗ chúng ta để chúng ta trở thành một viên kim cương sắc bén luôn tỏa ra ánh hào quang. Xung quanh hoa ly là những bông hồng đỏ và bông hồng trắng, thể hiện được là biểu tượng của những đứa học trò chúng em đang nương tựa vào thầy cô để có thể đi lên trên con đường tương lai của mình. Và những bông hoa baby màu trắng và hoa sa lan này là biểu tượng của tình yêu thương của chúng em dành cho các thầy, các cô, dù có cách hương trùng. Tình yêu thương của chúng em dành cho các thầy, các cô là không bao giờ thay đổi. Cả nắng hoa này là lời cảm ơn sâu sắc của chúng em đến các thầy, các cô. Cảm ơn các thầy, các cô đã giúp chúng em trở thành người có ích, xứng đáng làm cháu hoa Bác Hồ. Và cả lắng hoa này cũng là lời chúc nồng nhiệt, chúc các thầy các cô trong công tác và dạy học của mình sẽ đạt được những kết quả cao, thành công lớn. Chúc cuối cùng em xin chúc các thầy các cô có một ngày nhà giáo vui vẻ, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bạn học sinh, em tên là Trình Thị Anh Thơ, học sinh lớp 9B. Em xin đại diện cho lớp 9B thuyết trình về bài cắm hoa của lớp em. Thoáng chốc, mùa tri ân lại đến, không còn cái oi nóng của mùa hè, cũng không còn cái chớm mặn của mùa thu. Tháng 11 gợi về làm người bao nhiêu kỷ niệm. Đến với hội thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin gửi thầy cô những bông hoa đẹp nhất và những lời tri ân sâu sắc nhất. Donkey Sterling nói, trong ánh hào quang của ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Quả thật, nghề cao quý, nghề dạy học mà thầy cô là những người lái đò thầm lặng, đưa bao chuyến đò cập bến thành công. Không có gió, làm sao diều có thể bay? Không có thầy cô, làm sao chúng em có thể nên người? Vì vậy hôm nay Vì vậy hôm nay chúng em xin gửi thầy cô những lời sâu sắc nhất. Lãng hoa này tuy giản dị nhưng mà chứa đựng tất cả tình cảm chân thành của chúng em đối với thầy cô. Mỗi lời hoa đều có mang trong mình hương sắc và ý nghĩa riêng. Chúng em chọn hoa hồng làm chủ đạo bởi vì hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Những nụ hoa hồng chớm nở tràn đầy sức sống và đến lúc bụi tàn vẫn kiêu hãnh, giống như thầy cô đã hy sinh thanh xuân của mình cho sự nghiệp chồng người. Những bông hoa hồng còn đại diện cho tình yêu và sự biết ơn công lao dạy dỗ của thầy cô đối với chúng em. Những nhành hoa ly dịu dàng thức tha giống như hình ảnh cô giáo của chúng em với chiếc áo dài luôn ân cần dạy bảo bổ về chúng em. Một nhà thơ từng nói,
Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trong bến bờ. Muốn sang thì phải lụy đò, bờ người muôn bước, cậy nhờ người đưa. Thầy cô, hai tiếng, ngài thật thiêng liêng biết bao. Nhất là với học sinh cuối cấp như chúng em, dẫu có đến hết sao trời, dẫu có đến hết lá mùa thu rơi, thì cũng không bao giờ đếm được hết công ơn dạy dỗ của thầy cô. Chính vì như vậy, em mong rằng lãng hoa này sẽ là món quà tri ân sâu sắc và ý nghĩa nhất đối với thầy cô. Lời cuối cùng, em xin giúp thầy cô và các bạn có một sức mạnh mạnh khỏe, tràn đầy sức sống, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin kính chào quý vị ban giám khảo, các thầy cô kính mến cùng các bạn học sinh. Em xin tự giới thiệu, em là Mai Diệu Huyền, đại diện của nhóm 2 ở lớp 8A. Đến với hội thi ngày hôm nay, em xin phép được trình bày phần thuyết trình năm hoa của mình. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào tới hội thi, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, các thế giới của các loài hoa luôn mang trong mình một ý nghĩa riêng. Dù không phát ra âm thanh, nhưng ý nghĩa ẩn chứa lại vô cùng to lớn. Mỗi loài hoa, mỗi màu hoa lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Và hơn nữa, hoa sẽ giúp con người thổ lộ và được cả tình cảm một cách ý nghĩa nhất. Nhưng hoa đẹp, hoa xinh đâu chỉ thể hiện ở hình dáng hay màu sắc, mà nó còn thể hiện ở chính hương thơm được toát ra từ bông hoa ấy. Cũng như hình ảnh của người phụ nữ vậy, vẻ đẹp của họ không chỉ thể hiện ở nét đẹp bên ngoài, mà nó còn được thể hiện bởi nội tâm, phẩm chất cao đẹp bên trong tâm hồn họ. Và lấy cảm hứng từ người phụ nữ và từ chính những cô giáo thân yêu, đến với hội thi ngày hôm nay, em xin phép được trình bày phần thi cắm hoa của mình với chủ đề cô giáo em. Nhìn vào tổng thể cả lắng hoa, chúng được cắm trên một chiếc lắng bằng tre đan vô cùng chắc chắn. Đó chính là biểu tượng của mái trường thân yêu này. Mái trường chính là cái nôi, là tổ ấm, che chở và nâng đỡ cho biết bao thế hệ học sinh khôn lớn và trưởng thành. Còn riêng cô giáo em, người mẹ hiền thứ hai, luôn luôn dõi theo và từng bước một dìu dắt chúng em đi đến sự thành công của tri thức, và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho đàn con thơ ngây. Và hôm nay mang đến vẻ đẹp của nhạt, lá nhạt của cô chính là bông hoa ly cắm mở ở chính giữa. Nó tựa như cô giáo em đang thướt tha trong tà áo dài truyền thống. Nó toát lên được sự nhã nhặn, thanh cao nhưng không kém phần nghiêm khắc của cô. Bao quanh bông hoa ly chính là những bông hoa hồng đỏ thắm, chúng xếp thành một vòng uốn lượn hệt như một con đường. Đó chính là con đường tri thức để cho ngai thử thách. Nhưng không sao cả, bởi vì đã có những chiếc lá to và dài che đi những chiếc gai ấy. Đó chính là tất cả tình yêu thương của cô, sự dìu dắt của cô đã đưa chúng em đi đến sự thành công của tri thức. Và pha thêm một chút sự vui vẻ hoặc lạc quan của cô chính là những bông hoa thạch thảo màu trắng, xen kẽ những bông hoa sắc màu. Và những chiếc lá to xanh đẹp phía dưới chính là đôi bàn tay cô luôn dang rộng và chào đón chúng em bất cứ lúc nào. Cả một đời cô luôn cống hiến cho sự nghiệp, cho giáo dục và giúp đỡ bao thế hệ học sinh, cô cậu học trò thành công và trưởng thành mà chẳng mong nhận lại điều gì cho bản thân. Bởi vì sự thành công của học sinh chính là niềm hạnh phúc của cô và sự vui vẻ của cô. Cuối cùng, lãng hoa của chúng em tuy đơn giản, nhưng nó là cả tấm lòng của chúng em, là lời chúc tới các thầy cô. Mong các thầy cô luôn luôn khỏe mạnh để dìu dắt đàn con đi đến bến bờ của tri thức. Cuối cùng, em xin cảm ơn ban giám khảo và quý vị đã lắng nghe. Chúc hội thi hôm nay thành công rực rỡ. Xin chào. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu cùng các bạn học sinh. Em là Trần Thị Huyền Trang, đại diện lớp 9A trường Trung học cơ sở Định Hưng. Hôm nay em rất vinh dự được tham gia cuộc thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sau đây em xin trình bày phần thuyết trình
Sau đây em xin trình bày phần thuyết trình cắm hoa nghệ thuật của nhóm em. Chủ đề ý tưởng cắm hoa em xin gửi gắm đến. Em xin gửi gắm và chia sẻ đó chính là tình thầy trò ấm áp. Nhìn tổng thể những đóa hoa được cắm trên chiếc lẵng, được đan bằng tre rất chắc chắn. Chiếc lẵng tượng trưng cho mái trường mến yêu, là tổ ấm, là cái nôi, là tổ ấm để dìu dắt, là cái nôi, là tổ ấm để che chở bao thế hệ học sinh trưởng thành và khôn lớn. Một bông hồng em xin dành tặng cô, một bài ca hát riêng tặng thầy. Sau cùng em xin cảm ơn quý vị đại ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đã lắng nghe bài thuyết trình của em xin chân thành cảm ơn và chúc hội thi thành công tốt đẹp.